Đây là chiếc AirPods iPod Gen 5 mà nhiều bạn đã thấy trên kênh Vinh Vinso cũng như TikTok của Vinh Vinso. Hôm nay thì mình sẽ nói các bạn những bí mật về chiếc iPod Touch Gen 5 mức giá chỉ 500 000 này. Và quan trọng hơn, nó sẽ làm được những gì và tại sao nó lại giá rẻ như vậy. Mình sẽ chia sẻ với bạn trong video này nhá. <laughs> Đầu tiên thì mình sẽ nói rõ luôn tại sao em này nó rẻ vậy Đó chính là một chiếc iPod Touch Gen 5 Tuy nhiên bản bypass điều này đồng nghĩa việc đó chính là các bạn sẽ không thể cắm vào iTunes hay là bao tool các bạn có file một cách bình thường được Mà chúng ta sẽ phải thông qua một số dịch vụ khác ví dụ như cái iCloud chẳng hạn Các bạn vẫn có thể đăng nhập vào một cách bình thường nhá Và khi mà các bạn cắm vào iTunes nó sẽ báo hiển thị như thế này đây Đấy và cụ thể thì cái này nó sẽ bị lóc bởi một cái tài khoản cụ thể ở thị trường uh, Nhật Bản Và cái điều này cũng dễ hiểu thôi Bởi vì đây là một chiếc máy nó có xuất xứ từ thị trường Nhật Bản Mã sẽ là ZA điều mà chẳng các bạn cũng đã quen thuộc rồi Những chiếc máy bypass thì hiện tại nó rất là phổ biến Tuy nhiên thì các bạn cũng phải lưu ý nhá Nếu các bạn muốn mua một chiếc iPod Touch ấy Các bạn muốn copy file, copy phim xem một cách bình thường Thì chúng ta bắt buộc đó vậy chính là phải lựa chọn những chiếc iPod Touch Gen 5 Nó không có bypass thì chúng ta mới có thể làm được điều đó và các bạn nào mà quan tâm đến những chiếc iPod Touch G5 ấy, thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé Với những chiếc iPod Touch 5 phiên bản bypass như này, mức giá nó thường sẽ rẻ hơn, cho tầm 5 600 nghìn Trong khi đó với những chiếc iPod Touch 5 mà các bạn không có bypass ấy, thì mức giá của nó thậm chí là 1 triệu các bạn ạ Đây là một điểm khác biệt khiến nó rẻ hơn rất là nhiều Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào những yếu tố mà các bạn sẽ được gì khi mà chúng ta mua một chiếc iPod Touch như mình Đầu tiên nói sơ qua một chút nhá thì chiếc Apple Touch 5 này nó sẽ ra mắt cùng thời mẹ chiếc iPhone 5, cụ thể vào năm 2012 và cái phiên bản mình đang có đây sẽ là phiên bản 16GB các bạn nhá 16GB thì nó sẽ ra mắt vào năm 2013 Nó ra mắt muộn hơn một năm so với chiếc iPod Touch Gen 5 phiên bản 32 Cũng như là phiên bản 64 Các bạn sẽ có một cái thiết kế hao hao iPhone 5 Cũng như là chúng ta sẽ có thêm một cái phím ở đây Các bạn bấm ra bấm vào nó thụt ra thụt vào Mục đích chính đó chính là để bạn đeo quay vào Nhờ thực tế hiện tại thì chắc nhiều bạn chẳng có tầm đến cái tính năng này nữa còn lại thì tổng thể mặt trước của nó thì gần như là y hệt chiếc iPhone 5 tuy nhiên mặt sau thì chúng ta sẽ có những đường bo cong góc cạnh nhìn nó có phần gì đó mềm mại hơn và trọng lượng của em này nhẹ hơn rất là nhiều so với iPhone 5 nhé cụ thể sẽ chỉ là 88 gram thôi trong khi đó với chiếc iPhone 5 ấy thì sẽ 112 gram tức là trọng lượng trên này của nó khoảng tầm 2 phần 3 các bạn nhá Nguyên nhân này thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chiếc iPhone touch Gen 5 nó đã cắt giảm đi những yếu tố nhiều sóng rồi, thậm chí pin của nó cũng ít hơn, còn lại thì tổng thể những yếu tố cụ camera nó cũng có sự thay đổi nhẹ. Còn phía mặt dưới các bạn vẫn sẽ có những cái nhiều cổng sạc, Lightning này sau đó jack 3.5mm hay một cái đó chỉ là loa nữa. Tổng thể lại thì nó sẽ có một chút sự khác biệt với chiếc iPhone 5. Còn mình sẽ nói kỹ hơn nha, Cụ thể thì phần màn hình ở đây các bạn sẽ có kích thước là 4 inch và màn hình này nói chung là nó y hệt như của màn hình của chiếc iPhone 5 vậy. Từ kích thước này sau đó từ mật độ điểm ảnh các thứ vân vân cũng là IPS LCD, không có gì khác biệt các bạn nhá. Tuy nhiên để lắp màn hình iPod Touch 5 sang iPhone 5 được hay không thì mình cũng không biết nữa. Tuy nhiên về phần cấu hình ấy thì các bạn biết rằng iPod Touch 5 ấy nó sẽ có cấu hình khác so với chiếc iPhone 5. Cụ thể em này thì sẽ có chip cùi hơn là Apple A5 đồng con chip với cả chiếc uh, iPhone 4S đấy. Trong khi đó thì chiếc iPhone 5 nó chúng ta sẽ có con chip đó chính là Apple A6 mạnh mẽ hơn. Và cái phiên bản mình đang có đây sẽ là phiên bản iOS cụ thể đó chính là iOS 9.3.5. Một phiên bản iOS tương đối cũ rồi. Hiện tại các bạn vẫn có thể cài những app ví dụ như những cái Messenger. Tuy nhiên, không phải app nào cũng chạy các bạn nhá. Một số app các bạn có thể cài được tuy nhiên nó không chạy. Ví dụ YouTube là một cái điển hình. Các bạn bấm vào đây, nó sẽ hiển thị ra thông báo lỗi và tốc độ load của nó cũng rất rất là chậm luôn có thể nhìn rõ điều này bởi vì mức ram của nó cũng nhà cấu hình của nó đã quá cũ rồi ram thì có 512 trăm còn các bạn lót vào app nó sẽ là lỗi không tải được tương tự với những app này của spotify bạn à, vào đây cũng không tải được luôn tốc độ vào thì cực kỳ là chậm luôn mình sẽ cho bạn thấy đấy các bạn thấy không và khi chúng ta vào đây thì nó sẽ báo là không tìm được trao web vân vân nếu mà các bạn muốn nghe nhạc ấy, thì chúng ta phải nghe tiếng ứng dụng như Zing MP3 bởi vì đây là một ứng dụng nó vẫn sẽ hoạt động trên chiếc Apple Touch Gen 5 này nhá. Và với dinh MP3 hay ứng dụng nhiều Zalo ấy, thì nó vẫn sẽ hoạt động Tuy nhiên thì tốc độ thực sự rẻ lag luôn Các bạn dùng vào các bạn cảm nhận thấy rằng nó thực sự delay airline luôn các bạn ạ Vậy làm sao để các bạn xem Youtube thì chúng ta sẽ dùng cái khác Đó chính là các bạn sẽ dùng trình duyệt cốc cốc Các bạn có thể xem ứng dụng ở trên này Các bạn xem những cái video của Khôi Ngọng Bằng cái quá trình duyệt cốc cốc các bạn vẫn xem được nhá Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi Tốc độ load của nó cũng rất là chậm Thậm chí các bạn bật một cái video lên thì load lâu đừng hỏi luôn mình sẽ tìm kiếm các bạn một cái video khôi ngọng để chúng ta có thể xem được và như bạn thấy tốc độ loát cũng rất chậm về cơ bản thì các bạn vẫn xem được nhá thậm chí là chúng ta có thể hiển thị pop up với cái trình chuột cao cốc này tuy nhiên thì mình thấy rằng đây sẽ là một cái hạn chế của em này khi mà chúng ta sẽ không thể xem youtube đây là một cái điểm chung của những cái mẫu máy sổng ios cũ nó sẽ không hỗ trợ được các bạn nhá còn lại thì chúng ta vẫn sẽ lướt web bình thường hoặc các bạn chơi một số tựa game như plan Zombie này, sau đó là chúng ta chơi những cái như kiểu Jetpack đây. Ngoài ra một số tội game khác như kiểu Temple Run các bạn cũng có thể chơi được nhá. Tuy nhiên thì cái tốc độ load của nó hơi chậm và đôi lúc nó sẽ gặp hiện tượng đó chỉ là lỗi config thành ra các bạn có thể chơi được hoặc không nhá. Tùy theo tình trạng của máy cũng như là cái phiên bản đấy nó có hỗ trợ không. Các bạn bấm vào nó vẫn sẽ chơi được nhưng mà tốc độ thực sự rất là chậm luôn. Còn lại ấy, thì hầu như là những cái app như kiểu là chấm hoa quả Candy Crush hay là mấy cái uh, Twitter Instagram các bạn vẫn sẽ sử dụng được. So với chiếc iPhone 5 ấy, thì các bạn cũng sẽ có cái cụm camera nó kém hơn một chút nhá. Cụ thể thì cụm camera phía sau của em này nó sẽ chỉ có độ phân giải 50 pixel thôi, trong khi đó cụm camera phía trước thì bạn vẫn sẽ có độ phân giải là 1,20 pixel. Đây là một sự thay đổi để cho mức giá chiếc iPod Touch 5 nó sẽ rẻ hơn so với chiếc iPhone 5. Ngoài ra viên pin của em này nó cũng sẽ cùi hơn nhá. Cụ thể là viên pin của chiếc Apple Watch 5 này nó sẽ chỉ có dung lượng là 1030 mAh. Trong khi đó viên pin của iPhone 5 nó sẽ là 1440 mAh. Bởi vì đây là một cái mẫu máy nó bị cắt giảm những yếu tố như sóng, sim rồi, thành ra của nó nó sẽ sẽ không cầm một cái viên pin nó quá trâu đâu nếu mà so sánh với iPhone 5. Nói chung tóm lại đây là một cái mẫu máy Apple Watch 5 phiên bản bypass của nó, mình nhấn mạnh nhá phiên bản bypass thành ra mức giá của nó mới tầm 500 000 Còn nếu không, các bạn mua bình thường mức giá của nó sẽ tầm gần 1 triệu cơ. Một sự khác biệt khi mà các bạn sẽ copy có file copy nhạc và dễ hơn. Cá nhân mình ấy thì mình thấy rằng cái việc bypass của nó ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm của bạn. Khi các bạn muốn copy file, copy phim, copy nhạc vào để xem thì cái này nó sẽ bị yếu tố hạn chế bởi cái việc đó chính là chúng ta không thể active được bởi vì một cái tài khoản khác. Chính vì thế mà các bạn sẽ lưu ý kỹ điều này cho mình nhé. Và nếu bạn nào muốn mua một chiếc Apple Touch G5 không bypass, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Hôm này thì mình nghĩ rằng chúng ta không nên lựa chọn các bạn ạ, chúng ta mua phải để sưu tầm hoặc để nghịch thôi, chứ để dùng ấy mình thấy rằng nó hạn chế khá là nhiều và đừng quên bấm like cũng như bấm subscribe ủng kênh khôi ngọc nha, bye bye.